Biển Xanh xin mến chúc quý anh chị và các bạn cùng các nhà đầu tư cá nhân. Lời đầu tiên, Biển Xanh xin mến chúc toàn thể quý anh chị cùng quý nhà đầu tư lời chúc sức khỏe, mỗi ngày luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an nhé. Hiện tại thì Biển Xanh đang có mặt tại mặt tiền đường tỉnh lộ DT824, ấp mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách Sài Gòn khoảng 2,5 km quý anh chị nhé. Hôm nay thì Biển Xanh xin được phép chia sẻ, giới thiệu đến quý anh chị, quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới. Đó là một lô đất mặt tiền đường tỉnh lộ DT824 này có diện tích là 260m², ngang 6, dài 43.3. Từ cái vị trí Biển Xanh đang đứng là nó cách cái khu dân cư Cát Tường Phú Nguyên 1 khoảng 50m quý anh chị nhé. Mình chạy thẳng về phía trước là đi lên gặp ngay cái ủy ban xã Mỹ Hạnh Nam và chợ Mỹ Hạnh Nam. Còn hướng ngược lại mình chạy là đi về ngã ba Mỹ Hạnh. Đây chính là cái vị trí của lô đất hôm nay Biển Xanh cần giới thiệu. Đó là từ cái cọc bê tông này mình đo ngang sang là 6 và dài sâu xuống phía dưới là 43.3. Tổng diện tích trên sổ là 260m², đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng, hướng đông nam quê anh chị nhé. Mặt tiền đường tỉnh lộ DT824 và nó chỉ cách cái khu dân cư Cát Tường Phú Nguyên 1 khoảng 50m thôi. Con đường này thì mình thuận lợi kinh doanh buôn bán, mọi phương tiện di chuyển giao thông tấp nập qua đây. Con đường này kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và đi về các tỉnh miền Tây Nam Bộ đó quý anh chị. Khu vực này thì rất là sầm uất, tiện ích hiện hữu xung quanh đây hết rồi, dân cư huyện hỗ trợ trường, bệnh viện, bách hóa xanh, điện máy xanh cũng như là nhà thờ giáo xứ Mỹ Hạnh. Thì tất cả những cái tiện ích để mà phục vụ đời sống con người thì đều đã hiện hữu nơi đây. Và cái lô này thì nó là ngay mặt tiền đường tỉnh lộ DT824 quý anh chị nhé. Mình rất là thuận lợi để mà kinh doanh buôn bán, ngang 6 dài 43.3. Và cái lô này thì có giá là 7 tỷ còn thương lượng, tính ra là 1 tỷ 166 triệu trên 1 mét ngang đó quý anh chị. Cái giá nó cũng không phải là mềm đâu. Nhưng mà quý anh chị mình quan tâm đến cái vị trí của cái mặt tiền DT824 này thì mình cứ liên hệ xem đất và có thể thương lượng để mà trả giá và mua cái lô này quý anh chị nhé. Anh chủ này cũng đang cần tiền nhưng mà đưa cái giá nó cũng không được rẻ cho lắm. Bởi vì mình quan tâm thì mình cứ coi đất và mình có thể trả giá thuận mua vừa bán. Anh chủ thấy được thì anh ấy bán và mình thấy mua được thì mình mua quý anh chị. Và cái vị trí này thì nó vô cùng là đắc địa. Ngang 6 dài 43.3, tổng diện tích trên sổ là 260m², đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng. Quý anh chị mình mua là chỉ việc đặt cọc và hẹn ngày cùng nhau lên phòng công chứng Đức Hòa để mà sang tên công chứng ngay quý anh chị nhé. Hướng đông nam, gần chợ, trường, bệnh viện và con đường này thì các phương tiện lưu thông vô cùng là tấp nập cho nên mình rất là thuận lợi kinh doanh buôn bán. Ngang 6 dài 43.3, quý anh chị mình có thể mua để mà làm biệt thự, vườn nghỉ dưỡng hoặc là cũng có thể là một cái nhà xưởng nhỏ nhỏ để mà sản xuất kinh doanh, hoặc là mình mở ra showroom hoặc là buôn bán những cái ngành nghề mà mình có thể tính toán được. Phương tiện lưu thông ở đây rất là đông đúc đó quý anh chị, bởi vì con đường này là con đường kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đi về miền Tây Nam Bộ cho nên là giao thông ở đây rất là đông đúc. Và cái xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An này thì có một cái vị trí địa lý vô cùng là thuận lợi khi mà nó nằm giáp ranh và liền kề với thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt nơi đây thì lại có cái quỹ đất dành cho công nghiệp vô cùng là lớn. Cái này thì không thể nào chối cãi được quý anh chị nhé. Quỹ đất dành cho công nghiệp lớn thì những cái ông chủ người ta về đây để mà sản xuất kinh doanh thì vô cùng là nhiều. Những cái nhà máy xí nghiệp mọc lên là rất là đông quý anh chị nhé. Chính vì thế mà một lượng lớn công nhân từ khắp các tỉnh thành đổ về đây để mà làm ăn sinh sống. Chính vì thế mà cái nhu cầu về nhà ở, nhu cầu mua bất động sản cũng từ đó mà tăng lên rất là nhanh. Đồng thời thì do quỹ đất ở thành phố Hồ Chí Minh thì ngày càng hạn hẹp, con người thì ngày càng đông đúc. Sau mỗi năm thì lại lượng người đổ về thành phố Hồ Chí Minh để mà làm việc và sinh sống vô cùng là đông. Chính vì thế mà nó vô cùng là quá tải. Người dân phải tìm về những cái nơi vùng ven mà cũng gần với Sài Gòn để mà an cư lập nghiệp. Thì đây chính là một điểm đến vô cùng là lý tưởng. So với các tỉnh như là Đồng Nai, Bình Dương thì cái khu vực Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Long An này là nó giáp ranh và gần Sài Gòn nhất so với các tỉnh khác. Cho nên là mình di chuyển giao thông vô cùng là thuận lợi.
Đồng thời thì giá ở cái khu vực này nó cũng còn mềm hơn so với những cái khu vực khác. Qua video này thì Biển Xanh cũng xin được nhắc lại, hiện tại thì Biển Xanh đang bán đất nền và nhà ở xây sẵn ở khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, khu dân cư Cát Tường Phú Nguyên 1, Phú Nguyên 2, Cát Tường Phú Nam và khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia, cũng như là đất ngoài dân khu vực Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam. Quý anh chị nào mình đang có nhu cầu an cư lập nghiệp hoặc là đầu tư ở khu vực này thì cứ nhấc máy lên kết bạn Zalo, Viber, Skype hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh, số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình để quý anh chị mình sở hữu, đầu tư sinh lời cũng như an cư lập nghiệp nhé. Biển Xanh xin được quay trở lại với lô đất ngày hôm nay. Lô đất hôm nay là một lô mặt tiền hướng Đông Nam, diện tích là ngang 6, dài 43.3, giá là 1 tỷ 166 triệu trên 1 mét ngang, tính ra là 7 tỷ đó quý anh chị. Sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, thổ cư 100%, nằm ngay mặt tiền đường tỉnh lộ DT824. Cái vị trí này thì nó chạy từ ngã ba Mỹ Hạnh lên, mình sẽ chạy qua khu dân cư Cát Tường Phú Nguyên 1 khoảng 50m là gặp ngay lô đất này luôn rồi. Quý anh chị nào đang có quan tâm đến vị trí và giá của lô này thì mình cứ liên hệ với Biển Xanh để xem đất và có thể thương lượng trực tiếp với chủ để mà sở hữu cái lô đất này quý anh chị nhé. Mặt tiền DT824 ở cái khúc mà từ chợ Mỹ Hạnh Nam chạy về ngã ba Mỹ Hạnh thì cái giá của nó cũng khá là cao, và nó có giá hơn là cái khu mà từ chợ Mỹ Hạnh Nam chạy lên trên thị trấn Đức Hòa quý anh chị nhé. Một lần nữa Biển Xanh xin được kính chúc toàn thể quý anh chị, quý nhà đầu tư lời chúc sức khỏe, luôn thành công và luôn gặp nhiều may mắn. Hãy nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ Biển Xanh xin được phép dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị, quý nhà đầu tư ở những clip tiếp theo nhé.